Chào các bạn, hôm nay mình làm review về chai nước hoa mà mình đã từng mua năm ngoái. Đó là cái chai Oud Eau de Parfum Acqua di Parma. Thì chai này sử dụng cả hai luôn, cho nam lẫn cho nữ. Thì cái tông của chai này chính, nếu mình xịt vô thì nó có tông gỗ. Nói chung là nó tùy theo lớp mùi, nhưng mà cái cảm giác chung thì nó làm cho mình có cảm giác nó là gỗ. Cái thứ hai nữa, nó làm cho mình cảm giác cái hương mà giống như hương cam á, hương trái cam mà nó hơi tươi giống như của trái cam á. Và đương nhiên thì trong cái tông gỗ này á, thì nó có cái từ oud nè, nó có cái từ oud nè, cho nên thì bản chất cái từ oud ở đây á, thì nó là gỗ trầm hương. Ở phía dưới cái chai á, nó cũng có cái mã. Nó có cái số hiệu á, 2139i này nọ. Chai này là 100 ml, và chai này là của Ý. Giống như cái tên là Acqua di Parma này thì bản chất cái tên là của Ý rồi. Chai này mình thích ở chỗ là nó cái hương nó là hương gỗ, cho nên mình cảm giác nó rất là ấm và rất là thích hợp để sử dụng cho các mùa lạnh, ví dụ như là mùa đông hoặc là mùa thu. Còn mùa hè như là mùa xuân hoặc là mùa đông, xin lỗi, mùa hè hoặc là mùa xuân á, thì nó không thích hợp mấy khi mà sử dụng. Lý do là khi mùa đông thì cái hương gỗ nó làm cho mình có cảm giác ấm á, cho nên nếu mà mình xịt vô á, thì nó sẽ tốt hơn vào mùa đông với mùa thu. Thì cái chai này á, khi mà mình xịt vô á, thì mình có cảm giác nó giống như cái hương gỗ phương đông. Thì thực chất là bản chất là cái trầm hương này thì nó làm cho người ta có cảm giác cái hương gỗ ở phương đông. Thì chai này á, thì nó được lên năm nó được phát hành ra năm 2019. Thì cái hương mà hương đầu tiên khi mình xịt ra đó, thì giống như hồi nãy mình nói á, nó có cảm giác cho mình cảm giác giống như là cái hương mà kiểu giống như là hương cam, và cái hương cam mà kiểu cam vàng á. Rồi nó cũng có một cái hương, nó là hương cam mà bergamot, hôm bữa mà mình có review trên cái chai nước hoa của nhà Chris. Thì đó là cái hương đầu tiên. Rồi cái nốt hương giữa đó thì theo người ta nói là amaryllis, thì mình không biết là amaryllis là cái gì. Cái thứ hai á, là coriander, thì nó là cái hương nó kiểu giống như là hương mùi rau mùi á, kiểu giống như mình ăn canh này nọ kia, mình bỏ cái rau mùi vô, nhưng mà mình không có cảm nhận rau mùi mấy trong cái ngữ cảnh này, mình không biết nữa. Và cái hương thứ ba mà cái hương giữa đó là hương gỗ trầm hương, là oud. Thì mình có cảm nhận hương gỗ trầm hương tại vì mình có dòng đeo trầm hương á, nhưng mà thật ra cái mùi trầm hương mà mình đã từng ngửi với cái mùi trầm hương này á, thì nó không thật sự là giống nhau mấy. Nhưng mà nếu mà giả sử như mình cảm nhận kỹ á, thì nó cũng có chứ không phải là không. Và cái hương mà hương cuối cùng á, thì đó là gỗ đàn hương. Thì cái gỗ đàn hương này thì mình cảm nhận được nó, cái mùi nó hơi hơi kiểu giống như mình không biết diễn tả sao nữa. Nói chung là khi mà mấy bạn xài một cái loại dầu thơm nào mà họ có ghi là có gỗ trầm hương hoặc là gỗ đàn hương nhiều á, thì các bạn sẽ có sự cảm nhận ở trong đó. Tiếp theo cái hương cuối là cái mùi da thuộc. Thì cái mùi da thuộc này á, thì nó làm cho mình cảm giác nó hơi kiểu hơi nó sao ta nó hơi hăng hăng một tí xíu. Và có mùi của hương cedar wood, là giống như gỗ hồng á, cedar wood. Và có hương của patchouli, là patchouli dịch ra tiếng Việt đó là cây hoắc hương. Và hương cuối cùng đó là hương musk, đó là xạ hương. Thì cái hương cuối á, thì công tâm mà nói thì cái chai này nếu mà mình xài tầm khoảng chừng, nói sao ta, mình nếu mà mình xài tầm khoảng chừng là 4-5 tiếng sau đó mình cảm giác vậy. Nói chung là sau, nếu mà tùy theo cái khí hậu nóng hay không nữa, nếu mà giả sử khí hậu lạnh đi, thì từ sáng có thể đi tới tận tối luôn, là giống như 9 giờ sáng mình xịt thì có thể là 5-6 giờ đó thì mình cảm nhận được cái hương cuối của nó. Thì cái lớp hương cuối á,
thì nó giống như là những cái dòng nước hoa khác á, thì do nó có xạ hương và nó có gỗ đàn hương, cho nên là hai cái hương cuối đó nó làm cho mình cảm giác dịu dịu nhẹ nhẹ, dịu dịu nhẹ nhẹ. Thì đó là lý do vì sao mà mình trở nên kiểu giống như là khi mà mình mua nước hoa đó, mình thường thích cái hương gỗ là như vậy. Có nghĩa là cái hương cuối nó làm cho mình cảm giác nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhẹ nhàng. Điển hình như là chai này thì cuối nó có gỗ đàn hương, nó có gỗ cedar wood, rồi nó có xạ hương, có hai cái nốt hương đó là cái gia thuộc và cái patchouli là cái hót hương thì mình không có cảm nhận rõ, nhưng mà cái gia thuộc đó thì do là mình chưa, nói chung là do mình thích gỗ cho nên nó cũng tùy theo cái cảm nhận của mình đó. Nếu mà mình thích cái hương nào đó thì tự nhiên khi mình cảm nhận đó, thì mình sẽ thấy cái hương đó nó nổi trội hơn. Nhưng mà rõ ràng khi mà các bạn mới xịt vô đó, thì cái hương cam và cái hương mà nó làm cho mình cảm giác fresh, nó làm cho mình cảm giác giống như là thoải mái đó. Thì đó là cái hương đầu tiên, là cái hương cam mà cam vàng, như cái hương mà cam bergamot, là kiểu giống như nó làm cho mình cảm giác tươi. Rồi sau đó là tất cả các dạng hương gỗ nó xuất hiện từ 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 đến khúc cuối cùng. Thì nói về cái giai thì giống như mình nói, nếu mà giả sử như mùa hè đó thì tùy theo nắng hay không nữa thì mình xịt vô thì nó có thể 6-7 tiếng có thể vậy, mình cảm nhận vậy. Còn nếu mà giờ mùa đông thì buổi sáng xịt thì nó có thể tới tận buổi tối luôn. Đó, thì mình cảm giác cái hương nó khá là dai. Nói sao ta? Cho nên là khi mình mới xịt vô thì ai mà họ mà kiểu giống như là họ 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 gì, do là cái hương này nó mạnh á, mình nghĩ là nó mạnh. Cho nên thành thử ra là cái độ của nó, nếu mà giả sử mình xịt vô mà mình xịt 2-3, mình xịt 3 lần đến 4 lần á, thì những người xung quanh họ sẽ cảm giác bị dội đối với cái hương này, bởi vì cái độ mạnh nó rất là cao. Tại vì khi mà mình xịt vô mà tầm 3 lần á, những người đi xung quanh mình á, họ cảm giác giống như là giống như bị ngột ngạt vậy đó. Nếu mà giả sử mình đứng trong một không gian nhỏ, còn nếu mà mình đứng trong một không gian thoáng á, thì mình nghĩ là cái này nó sẽ thích hợp hơn. Nhưng mà nếu mà giả sử mình đi đám cưới hay mình đi vô trong những không gian nào để mà mình gây sự chú ý cho người khác á, thì có thể xịt cái chai chai này. Nhưng mà phải phải suy nghĩ cẩn thận, tại vì cái chai này nếu một số người họ không quen á, thì họ sẽ bị dội đối với cái chai này, bởi vì cái hương của nó khá là mạnh, mình nghĩ vậy. Giống như mình nói hồi nãy á, là mình sử dụng cho mùa đông hoặc cho mùa thu, có này chai cái mùa lạnh, còn cho mùa xuân cũng có thể được, nhưng mà với điều kiện là đầu xuân kiểu trời nó cũng còn hơi lạnh lạnh. Còn mùa hè thì không nên, bởi vì cái mùa hè thì nó là trời nóng á, cho nên thì đôi khi á, thì nó làm cho người ta có cảm giác không thích thú khi sử dụng mùa hè. Nhưng mà cũng tùy, nếu mà bạn nào thích thì cứ sử dụng mùa hè thôi. Rồi nên sử dụng ban đêm, tại vì ban đêm cái khí hậu nó lạnh lạnh á, thì mình thấy là thích hợp sử dụng ban đêm hơn. Còn sử dụng ban ngày á, thì cái hơ thì nó không có được tốt bằng, do lý do là ban ngày trời nó nóng á, với lại nó có mặt trời á, thì nó làm cho cảm giác nóng. Và nó nếu mà trong một cái không gian hẹp đó thì mình nghĩ là không nên sử dụng cái loại dạng chai này, nếu mà mình không có muốn nhu cầu đặc biệt là gây sự chú ý cho người khác. Còn sử dụng cái dịp nào đó, thì mình nghĩ cái chai này nó không thích hợp cho chuyện đi làm. Lý do là nó cái hương này đó, thì nó chỉ mang tính chất là gây sự chú ý cho người khác, cho nên nếu mà mình đi làm mà mình xịt vào thường ngày luôn á, thì ai mà ngồi gần mình mà tầm 1-2 thước á, mình vô mình mới vừa ngồi xuống thì cái hương nó tỏa ra mạnh quá, thì đôi khi nó làm cho họ cảm giác không có thoải mái, tại vì hương nó mạnh, mình nghĩ là hương nó khá là mạnh. Cho nên thì nếu mà xịt đi làm thì mình nghĩ không nên. Còn nếu mà xịt đi đám cưới, đi các dạng tiệc mà để gây sự chú ý cho người khác thì mình nghĩ là rất là nên trong ngữ cảnh đó. Cái thứ hai thì sử dụng cho đối tượng nào, thì mình nghĩ là những quý ông kiểu lịch lãm, kiểu vest, kiểu giống như là elegant này nọ kia, và sử dụng dành cho những người kiểu đứng tuổi hơn trên 30, kiểu kiểu vậy. Còn những người mà trẻ năng động này nọ mà dưới 30 mà sử dụng cái chai này thì mình nghĩ nó không không thích hợp mấy. Do là hương gỗ cho nên nó thích hợp cho những người kiểu già già một già dặn một tí xíu, cho nên người trẻ không có nên
xài cái chai này. Đối với mình đó thì mình đi làm trong văn phòng, mình đi làm kiểu làm bên nghiên cứu đó, thì nếu mình xịt chai này mà trong cái ngày bình thường đó, thì mình thấy là không nên, mình thấy là không nên. Còn trong cái buổi tiệc hay trong cái buổi đi ăn kiểu dạ hội, hay trong một cái ngữ cảnh mà trong một đám đông mà kiểu giống như mình muốn gây sự chú ý thì nên sử dụng, còn bình thường thì không nên. Giá thì nó cũng không phải mắc giống như Chris, nó không phải do mắc giống như nhà Chris, thì nó cũng thấp hơn nhà Chris một tí nếu mà xét về trên cái ml của nó, nhưng mà nhìn chung thì mình thấy khá là ok cho mùa đông, và cho ban đêm và cho những dịp quan trọng. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu mà ai mà người thích cái út á, thích cái gỗ trầm hương á, hay là cái hương gỗ nói chung, thì chai này rất là đáng để mà mua. Ok, cảm ơn các bạn.